Sài Gòn giữ được sự yên tĩnh trong mấy ngày Tết và giờ ta bắt đầu cuộc đi bộ, đi đến những điểm lớn tại trung tâm thành phố. Đây là khung cảnh trước đường Tôn Đức Thắng. Ngay đường Tôn Đức Thắng trước ga tàu đến Bạch Đằng. Và bây giờ Nga sẽ đi qua khu vực phố đi bộ. Chuyến đi bộ từ đây đi đến nhà thờ Đức Bà và mình sẽ đi dọc đường Trần Đồng Khởi. Bây giờ hiện giờ mình đang ở trên bên hông của hiện tại thì mình đang đi trên đường này là đường gì đây, hình như Mạc Thị Bưởi. À quên, mình đang đi trên đường Ngô Đức Kế. Đường Đồng Khởi. Khi buổi chiều thì lượng lưu du khách người ta đi tham quan và người ta đổ ra đường. Hiện giờ là chiều nên khí hậu mát mẻ. Trước mặt anh chị đó là Times Square, khách sạn mới vừa xây dựng. Mình đang ở đường Hồ Huấn Nghiệp. Nga tạm thời Nga vô cái khách sạn Sheraton một chút xíu. Anh chị và các bạn khi đi dọc đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi hay là mình đi một cái tour thì các anh chị cũng có thể đừng lo là mình có thể mình đi góc đường Nguyễn Du, mình vô Sheraton hoặc bất cứ cái nhà hàng khách sạn nào, các anh chị cũng có thể đi vô dễ dàng và không ai kiểm tra đâu. Cứ bình tĩnh mà đi vô ha. Mình có thể vô chỏng, mình nghĩ sẽ lao chút xíu, rồi mình có thể mình đi restroom, mọi cái rất dễ dàng. Khởi thì các anh chị cũng có thể mua cái những cái tấm cạc quà lưu niệm. Những cái cô, các anh chị đây cũng có bán những cái tấm cạc quà lưu niệm ở vị trí này trên đường Đồng Khởi. À, ngay vô cái quán ngồi trong đây nó có một cái quán cà phê. Nè coi coi, bữa nay người ta có mở hay không. Oh my god. Vị trí này là cuisine 1, mình đi lộn. Mình đi qua cuisine 2 là bên góc kia, là bên phía bên Lê Khánh Tôn. Khu vực này sao nuôi nhiều quá chừng mèo luôn. Di chuyển từ đường Đông Du ra đường Đồng Khởi. Và hiện giờ Nga đang đứng ngay vị trí nhà hát thành phố. Đây là hình ảnh trước nhà hát thành phố trên đường Đồng Khởi.
Còn bên đây là vị trí đường metro đang xây dựng, người ta xây dựng chưa xong. Một số hình ảnh trước nhà hát thành phố. Và đây là con đường Đồng Khởi rất là thân quen. Và do xây dựng hệ thống metro nên trục đường Lê Lợi hiện giờ mình đang bị ngăn chặn lại, không cho lưu thông. Đây, khách sạn Continental và góc Đồng Khởi. Tình cờ khi đến đây thì Nga bị cuốn hút bởi các cô chú, anh chị ở đây đang chơi một cái loại những nhạc cụ truyền thống và những bài nhạc truyền thống. Trục đường giữa đường Lê Thánh Tôn và đường Đồng Khởi. Ơi, đúng rồi, trục đường giữa đường Lê Thánh Tôn và đường Đồng Khởi. Hiện tại, đây là trục đường giữa Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi, đối diện là Ủy ban Nhân dân thành phố. Khu vực của bưu điện thành phố. Và bưu điện thành phố là điểm đến của nhiều du khách. Giờ này trời đã sập tối mà lượng du khách của các công ty du lịch đưa khách tham quan đến đây tham quan và chụp hình rất là nhiều. Các anh chị thấy đấy, số lượng người đã ở đây đông, đa số là du khách là chính. Nhắc đến bưu điện thành phố thì nó thiên đối diện bưu điện thành phố là nhà thờ Đức Bà. Đây là một trong những kiến trúc cổ mà do thời Pháp, người Pháp người ta xây dựng. Và nó là một nét trong những nét đặc trưng của Sài Gòn ngày xưa và hiện giờ. Kiến trúc này là không thể nào mà khác nổi bật giữa trong thành phố. Cảnh của nhà thờ Đức Bà về đây. Chỗ này là dạng cầu trắng để xây đường subway để ra chợ Bến Thủy. Sắp đi đến đoạn của chợ Bến Thành. Tại khu
vực của chợ Bến Thành cũng chưa có buôn bán, phố đi bộ, hàng quán vẫn còn đóng cửa, mọi người chưa buôn bán hết, còn mình đến Tết chỉ có một số gian hàng thôi. Nhưng mà đây chưa phải là hình thành nên một cái khu phố, tại vì khu ăn uống cái khu này rất là đông. Khu vực bên hông của chợ Bến Thành. Vào tối ngày mùng 4 Tết, một số hàng quán thì bên hông vẫn có bán, nhưng lượng khách đi tham quan và mua thì ít, đa số hiện giờ người ta đang dồn về phía khu vực phố đi bộ. Thì bữa nay là ngày chót của ngày tham quan phố đi bộ vượt qua Nguyễn Huệ. Đây là một số hình ảnh mà Nga đã ghi được ở các trục đường chính tại Sài Gòn vào ngày mùng 4 Tết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.